thì những cái mà ngoài hạ tầng này thì hàng ngày nó sẽ đi phun nước, nó sẽ đi quét dọn. Thế nhưng mà vì nhà mình ấy thì còn một cái công đoạn nó phải hoàn thiện vào khoảng 6 tháng hoàn thiện thất. Thế thì nó sẽ chủ đầu tư này sẽ phối hợp với mình. Em có nhận trên đâu giờ bắt một không? Em ở F208 nhưng mà em cái này trên đây trước đây rồi ấy là cắt ơi, trên đây cái này là trước đây là hoàn thiện nội thất phối trên đấy thì là cái này trước đây là đổ bê tông bị lè ra khi lắp đổ vẫn phải tẩy đi đúng không? Đó đây cái vách này đúng không? À cái vách này nhá ông Cái này không, cái này em cho nó chắc lại. Đúng rồi, đấy thì tí nữa chắc lại. Nó chắc lại. Nó chắc lại. Đi bắt tối biên bản, em ghi biên bản mà chụp. Chụp biên bản là chuẩn nhất. Thế tầng 1 này sạch sẽ không nên để ra sau đấy ra. Đấy, tại sao có cái vết gì ạ? Cái đấy là cái vết ghép của cái mét. Đây là nhìn bên này. Là cái vết mét của cái quốc pha. Khi mà nó lỡ ra nó thành một cái dạng như thế. Còn cái dạng này sau này bác làm trần. Nó sẽ che nó đi vào việc thứ hai mà nó không bị cảnh. Và nó không ảnh hưởng gì đến cái bê tông kết cấu của mình. Thế là cái thiết kế cái hoa này. Cái thiết kế hoa này. Đây là như thế này.
sáng đi làm sớm. À, cái này nó như thế nào? Phải không? Dạ. Đang cái này nào? Cái này thì phải báo cáo với sư phụ là trong kết cấu cái phần tầng này nó thiết kế là nó rộng hơn cái tường, tường nhà mình tường 20 thôi. Bên kia thế này, bên này ghế tầng vậy. Đây là cái là bên là cái phần thiết kế tầng nó buộc phải chịu lực cho nên nó phải thiết kế tầng như thế. Thì cái phần riêng về cái phần số này. Đấy. Anh ấy phan được bằng kèo, hút thuốc vào. Anh ra đây hút. Để này. Nay mai bố cho con vào cái hộp kỹ thuật cho con. Dạ, thì cái thuật này cái này nói là gì chứ cái thuật này. Nhưng mà bây giờ uống nó nhá, cái đường kính của cái ống này nó là đường kính là 100, 110, 90. Thế thì bây giờ mà bố bảo nó chôn vào tường thì nó mà nay mai nó thấm thì bố xử lý kiểu gì? Nếu không may ống trục trặc. Thế là cái này nó để ngoài bố bảo kỹ thuật. Đẹp nhà đẹp thế này thế nào. Không, nhưng mà để ngoài cũng là cái cách xử lý. Không, nó thế nói em bị đập cái này để nay mai bố về bố sáng tác cho con chả nắng hoàn thiện đấy sáng ra kiểu như là sơn thành cây dừa ấy các cái công việc của các anh hoàn thiện nội thất đấy là các anh sẽ sáng tác cho bố những cái ý tưởng nó ngon lành. Con là kiệt chào nhận được cái phần đấy chăm sự nhờ và bố đang giúp cái anh hoàn thiện. Trên này bố nay mai bố làm cho con cái hộp rượu. Hộp rượu? Để cái hộp rượu đây thì là cái hộp rượu. Và thực ra là khu thờ nếu quy hoạch đẹp thì đây thành khu thờ đẹp. Hằng thờ là hương như là mình để ấy. Nó hơi thấp. Nhưng mà nếu mà ở trên nó sẽ phát một biệt thự 400 mét. Anh thấy nó cũng thiết kế nhưng mà thiết kế thành khu thờ rất đẹp. Tức là mình rất như anh thấy em đi và ra Hải Âu ấy thì bạn này còn có thể thấy được Hải Âu đấy riêng thì phải bay qua ở xí hẳn còn như là tứ lập của Hải đến diện tích đúng rồi phải cái diện tích là cái nó khống chế đây sân phơi đây cái mà em đấy là sân phơi ở đây cái mai làm cái kính tre phơi quần áo đặt máy giặt riêng thứ ngon lành. Trên này có một cái ban công nữa, anh Hải ơi. Trên này là có một cái sân, cái mình hay gọi là cái sân phơi đây. Phơi. Mà lúc đấy hay chân à không, đấy đá chim. Đâu mà dưới đâu. Cái đá này thì đầu là nó sẽ đánh bóng nữa. Bác trưởng đây, sinh sản đầu đánh bóng nữa. Để mình còn được bảo hành đến tận 24 tháng. Đây là cái gì? Ngày mai dạng chân chim là tin nhắn thì xong rồi đọc. Mày 193 1839 cái này thì nó sẽ bảo keo lại, bảo keo lại và đánh bóng luôn. Quá ok luôn. Cái kia đó là con cấp anh đi rồi. Nhẹ cao. Thế bây giờ là hoàn thiện mọi các lỗi trước ngày 15 tháng 3. Được. Hoàn thiện. Chìa khóa là không có em xin. Chìa khóa số điện thoại và khóa lại nhà chưa. À đưa ra chìa khóa. Em có mấy tiền? Em chỉ cần cầm cái chìa này thôi. Không, anh chỉ cần cầm mỗi cái đấy thôi. Vâng, anh cầm cái chìa ngoài. Vâng, thì em chỉ cần mỗi cái này thôi. Cái này để. Cái còn lại chìa đâu? Trả hết. Thế là không, trả hết chìa đâu rồi. Quá rồi anh gì nhỉ? Anh Chiến. Không, anh cầm, anh bây giờ anh cứ để mở cho bọn em làm. Cứ đưa cho các ông ngày xưa tô đi rồi. 090. Một năm
bán phát phát động bán bán cái này á, bán này ông phải hàng trăm triệu số điện thoại ông này được đấy, nhưng mà chắc lâu lắm lâu lắm rồi. Đấy, được chưa? Chứ ngày trước anh ông nhá, tức là vấn đề em gì liên quan sửa chữa thì ông liên hệ cứ với nhá. 15 tôi quay lại để tôi kéo về. Nhưng mà cứ hạn mức là ngày bao nhiêu là em sẽ ra ngoài làm trước ngày đấy. Nhưng mà chủ nhà xong rồi mày ký vào đây xong mày chụp ảnh luôn. Đúng rồi, chụp ảnh lưu niệm để năm nay mày chịu. Quá rồi em ơi. Đấy anh cái chìa khóa trong cái giỏ xe. Đi không ạ? Thế thì cái cửa nhôm kính ấy, cái cửa nhôm kính mày bảo ai lên chốt cái cửa. Tất cả các bên đều như thế thì là thông cảm chưa? Thông cảm. Ông đang nghĩ mua cân thuốc lào đây. Lãi. Nhưng mà người ta thiết kế như vậy rồi. Tôi sẽ tính là.